Úc Lâm xin chào tất cả các bạn nha, chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp luôn nè. Chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Thì cái video hôm nay nè, mình sẽ chia sẻ một cái mẫu áo mà rất nhiều bạn nhắn tin yêu cầu mình ha. Thì mong mình chia sẻ cái mẫu áo này để các bạn có thể may mặc và may cho khách. Thì cái mẫu này thì nói chung thì nó cũng tương đối là dễ thôi, chứ nó cũng không có khó. Mẫu này các bạn thường hay gọi là cái mẫu chéo eo đắp tà ha. Cái phần phía trước của mình nó, cái phần tà và cái phần eo của mình nó chéo với nhau. Thì để cắt được cái mẫu áo chéo eo đắp tà này á, thì mình cũng nói rõ nha, các bạn phải biết cắt được cái phần thân áo cơ bản có ly ben, ly sườn đầy đủ ha. Thì ở đây cái phần thân áo cơ bản có ly ben và ly sườn đầy đủ nè, thì mình có hướng dẫn rồi, mình không có hướng dẫn lại nha. Bây giờ mình chia sẻ là mình sẽ chia sẻ trực tiếp trên cái thân áo cơ bản rồi mình phát triển kiểu thôi, cho nó đỡ mất cái thời gian. Chứ bây giờ mà mình hướng dẫn lại cái phần thân áo cơ bản thì nó rất là mất thời gian nha. Cái phần thân áo cơ bản này là mình đã có chừa cái đường may sẵn. Ở đây là đường may mình chừa, mình cộng trực tiếp vô là 2 cm nha. Mình cộng sẵn vô hết rồi, mình không có chừa riêng. Thì mình cũng có cái video chia sẻ cái cách để vẽ được cái phần thân áo cơ bản có ly ben và ly sườn đầy đủ như vậy. Thì bạn nào mà muốn xem thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả, thì các bạn nhấp vào xem nha, để mình vẽ được, mình phát triển được cái mẫu áo chéo eo đắp tà như vậy. Rồi thì bây giờ mình đã vẽ sẵn cái phần này là phần thân trước và cả thân sau nha. Thì thân sau thì mình không có phát triển gì thêm, mình giữ nguyên, mình đặt lên vải rồi mình cắt. Cổ áo thì tùy theo các bạn muốn cắt cổ sâu rộng như thế nào thì tùy thích. Ở đây thì mình hướng dẫn cơ bản, ngang cổ mình lấy là 7 cm, hạ sâu cổ 10 cm. Cổ này hơi cao nha, thì cái size áo này là size S, size nhỏ nha. Khi các bạn vẽ cái phần thân trước thì các bạn sẽ chừa dư một đoạn ở dưới cái phần lai như vậy, không có cắt sẵn cái phần này ha. Mình chỉ vẽ cái phần thân áo lên trên giấy như vậy thôi. Đây đó, mình vẽ sẵn như vậy. Mình xác định cái điểm giữa nè, cái phần trục giữa và cái phần trục ngang eo. Ở đây mình cũng nói thêm nha, để các bạn khỏi thắc mắc, đối với cái phần áo mà cái phần thiết kế phần thân áo cơ bản có ly ben và ly sườn như vậy, thì cái phần cái đỉnh nè, cái đỉnh ngực của cái phần ly ben và cái phần ly sườn này, ly eo nè, cái ly bên đông sườn và cái phần ly thẳng này nè, nó sẽ có khoảng cách với nhau như vậy, khoảng 1,5 cm. Nó chia ra hang, cái đỉnh bên này và cái đỉnh bên này nó không có trùng với nhau. Nhưng ở đây mình sẽ xê dịch cái phần ly ben này cho nó trùng với cái điểm này luôn. Giờ đây cái mẫu này thì mình phát triển thì mình cũng phải biến tấu cái phần ly ben, ly này nè, cái phần ly sườn đi ra này, cho nó trùng với cái đỉnh hạ ben của mình như vậy luôn, ngay hai bên luôn nha, các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình phát triển được cái mẫu áo này ha. Các bạn xem video á, nếu có yêu mến mình á thì nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, cũng như là một lượt thích, chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Nếu có thể thì các bạn nhớ xem giúp mình hết phần quảng cáo nha, mình cảm ơn rất nhiều nha. Đây là cái phần ben, hai bên như nhau, nó đối xứng nha, mình vẽ một bên như vậy thôi. Do cái mẫu áo này thì mình chỉ phát triển một bên rồi mình sẽ áp qua bên đây mình cắt nha. Thì đầu tiên mình sẽ mở cái phần ben này, cái phần bên sườn này ra, cắt lên đây nha. Mình nói chung là mình không phải là thợ chuyên nghiệp nha, mình chỉ nói chung là mình biết như thế nào, mình chia sẻ lại cho các bạn như vậy thôi, chứ mình không có phải là thợ chuyên nghiệp gì hết nha.
mình sẽ cắt cái đường này trước nè. Đó. Áo này thì nó cũng hơi gồm gà xíu. Đây cái phần bên này nè các bạn, mình để thẳng xuống nha, để mình cắt gã đường này ra, cắt thẳng dưới này luôn. Mình cắt từ ở dưới cái phần này nè, mình cắt thẳng ra. Các bạn nhớ chừa một đoạn dưới này thôi, mình chừa một đoạn vì hồi mình khỏi dán thêm cái phần ở dưới nó thiếu nha. Bên của mình đây đó, mình cắt ra như vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoay bên nha. Đó, mình kéo lên đây. Đây nè, mình đóng lại cái phần bên sườn của mình. Mình đóng lại nha. Rồi mình sẽ sử dụng keo để mình dán nó lại. Mình dán cố định nó lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế cái phần giấy vô đây. Mình sẽ đưa cái phần giấy này trắng vô cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, mình đưa nó vô. Đây mình sẽ xoay lại cho các bạn dễ nhìn nha. Mình đưa nó vô đây. Mình mở ra như vậy nè, rồi mình dán lại nha. Đương nhiên mình mở ra là mình sẽ dán cho nó định hình đây nè, cho nó dính vô đây. Mình mới tiếp tục mình phát triển mẫu nha. Rồi mình sẽ chia cái đoạn này nè. Thì cái đoạn nãy mình cắt ra, cái đoạn từ đây đến đây mình sẽ chia ra làm hai nha. Ở đây là đây, qua đây là 8,5, mình chia ra làm hai, 4,25. Mình làm dấu cái điểm này. Đó. Rồi mình nói nha, nói từ cái đỉnh bên này đi qua tới cái điểm ngang eo này. Mình đo độ dài nha, khi mình nối từ cái đỉnh bên bên đây, mình đo qua đây là 33 cm. Rồi mình sẽ đặt cái thước tới đây, mình dựng một đường làm điểm dấu cái điểm này. Mình lấy đủ 33. Cái điểm này và cái điểm này phải bằng với nhau nha, các bạn lưu ý điểm này và điểm này phải đồng với nhau nè. Tiếp theo mình lấy từ cái điểm này nè, điểm 33 cm, mình hạ đây đây nè, hai cái điểm này nó đồng với nhau nha, hai cái điểm mình làm dấu nè. Lấy từ đây mình lấy đối xuống lên đây, ngang cái điểm ngang eo của mình đối xứng với cái đường này. Rồi bây giờ cái đoạn này nè, mình sẽ đo cái đoạn này từ đây đến đây là bao nhiêu. Mình sẽ nói chậm ha, tại vì nói chung mình hướng dẫn chậm, tại vì cái mẫu áo này mình chưa có hướng dẫn lần nào á, mình sẽ nói chi tiết hơn để thôi các bạn bị lộn cái là mình may không ra cái mẫu áo này đó ha. Đoạn thẳng từ eo này đến cái phần tà này nè, phần tùng là bao nhiêu, 22 cm. Bây giờ mình sẽ lấy xuống đây, mình vẽ xuống đây nè, mình đặt ở đây mình vẽ cho được 22 đó. Đây, điểm 22. Các bạn sẽ vẽ nha, vẽ sao cho mà nó có cái độ cong, nói chung là cái độ cong giống giống như cái phần tà áo của mình vậy đó. Vẽ cho nó cong cong ở đây. Đoạn này thì các bạn lưu ý nè, đây đây mình đo nè, mình đo là được 22, thì cái đoạn này mình cũng lấy 22. Mình vẽ cho nó có cái độ bầu giống y như cái tùng áo phía bên đây nha. Nè, cái đoạn này 22, cái đoạn này 22, chiều dài giống nhau nhưng mà cái hình dạng nó cũng giống nhau, nó có cái đường hơi bầu nhẹ ra như vậy ha. Ừ, thì cái chỗ này nè,
từ cái trung điểm của cái phần cổ đó, một cái đường thẳng giữa của phần thân áo đó, mình vẽ cho nó xuyên qua tới cái điểm này thôi, điểm giữa của thân áo thôi, chứ không phải các bạn muốn vẽ ngã qua hướng nào thì vẽ ha, không phải như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo, bây giờ mình đo ở trên đây nè, ngang kích nè, mình đo ở đây nè, mình đo cái điểm ngang kích này giờ tới đây là bao nhiêu, đây qua đây mình đo được là bao nhiêu, 23 cm. Thì cái phần dưới trùng này nè mình cũng lấy ngang ra 23 luôn nha, bằng trên phần kích của mình đó, mình lấy ngang qua. Thì các bạn lấy nó cũng song song với cái phần tùng áo của mình nha, chứ không phải mình lấy xéo xuống nha, mình lấy song song với cái phần tùng áo của mình luôn. Mình vẽ đây qua đây tới điểm này, rồi mình sẽ đặt ngay cái điểm này, mình nối lên trên cái phần eo đó. Ngang eo mình làm dấu nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắt nha. Mình sẽ cắt gã đường này lên trước này, ngay điểm này. Rồi mình cắt lên tới cái phần ngang eo của mình, mình chốt ngay đây, không cắt nữa nha. Rồi cắt ngang cái đoạn dưới lai. Theo cái đường thẳng này mình cắt lên. Rồi mình sẽ bẻ nó ra như vậy. Kiểu cổ thì mình có thể mình biến tấu nhiều kiểu ha, nhiều cái mẫu cổ khác nhau ha, chứ không phải mình là nhất thiết mình phải cắt y chang như vậy đâu. Giấy thừa thì mình cắt mỏ nè, nãy mình dán nó dư ra nè. Các bạn lưu ý nha, mình cắt là phải cho hai cái phần thân áo nó đều với nhau á, chứ không phải muốn cắt làm sao cắt đâu. Rồi, mình giữa này nè ra luôn. Mình làm dấu nha, điểm ngang eo của mình á mình làm dấu. Xong mở nó ra như vậy, kéo phần này lên đây. Giấy thì các bạn thấy mình kéo nó cứng. Đó, mình kéo ngang tới cái điểm ngang eo này. Đó. Rồi cái phần này mình kéo cho nó lên đây. Giấy thì cứng, mình làm nhiều khi bạn nhìn khó hình dung luôn á. Này, mình vẽ trên vải thì cái mẫu này các bạn vẽ trên vải thì nhiều khi mình vẽ không có thấy rõ, các bạn không có biết đường cắt theo đâu. Đó, cái điểm eo này với cái điểm eo này mình đắp lên. Rồi mình mở ra. Khi mình đặt lên vải mình cắt thì mình cũng có một cái lưu ý nha. Thì cái đường này nè, khi mình chéo qua đó, các bạn để ý không? Mình chéo qua nè, cái đường xiên này nè, các bạn phải chừa cái phân mai vô đây nè, để mình cốp xuống. Mình cốp xuống mình bẻ cái lai khoảng 1 cm nha, mai cái lai luôn. Nếu mình thả ra luôn thì nhìn cái áo nó thẩm mỹ lắm.
mình phải chừa cái phần này nè, mình cho mình chừa ra 1,5 cm đi các bạn, chừa ra 1,5 cm rồi cái các bạn bóp vô, các bạn may may đường may một phần 1 cm ha, dọc theo đây. Còn cái phần lai thì khi mình cắt áo mình chừa lai bao lớn thì mình lên lai bao lớn ha, thì mình bẻ lên lai bình thường thôi. Cổ áo thì mình có thể mình biến tấu thành nhiều những cái cổ khác nhau, phía trên này thì mình không hướng dẫn nha, hướng dẫn cái chủ yếu là cái phần thân thôi. Tại cái phần trên thì các bạn muốn cắt cổ gì cũng được ha, không có quan trọng, chủ yếu là cái phần phía dưới, cái sống, cái eo đắp tà thôi. Bây giờ mình sẽ đặt lên vải mình cắt, rồi mình hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật để mình chéo cái phần eo đắp cái phần tà sao cho nó hợp lý và đẹp nha. Rồi khi mình đặt cái phần gập lên trên cái phần vải mình cắt nha, thì bây giờ mình đã cắt sẵn trên vải nè, đặt gập lên mình cắt, rồi mình chừa cái đường này để mình mai mình ốp lai thôi. Bây giờ mình hướng dẫn thêm cái phần ở trên vải nè, để khi mình chia sẻ thêm cái kỹ thuật để mình sắn màu như thế nào cho nó ôm ngang cái phần eo của mình, chứ không phải là mình kéo qua sắn theo trên cái phần gập như vậy là nó sẽ đạt nha. Nhiều khi các bạn sắn theo trên cái phần gập là nó sẽ bị đụng phía trước quá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật để mình gia giảm gịch làm sao mà cho cái phần sắn nó vừa ôm thôi. Còn cái này là trên lý thuyết thôi, trên lý thuyết thì các bạn làm đúng như vậy thì cái phần sắn chỗ này nè, phía trước ngực của mình hay bị đụng xuống, nó không đẹp nha. Thì mình cũng chia sẻ luôn cái cách để mình di dời cũng như là cái sự sai lệch giữa lý thuyết và thực hành gì đó ha. Đây đây cái điểm ngang eo các bạn làm dấu nha, mình cắt ra. Đây, cái phần này mình có chừa nè, mình chừa dư mình lên lai rồi nè ha, mình lên lai, lên lai 1 cm nè, đó nè, mình đã lên lai 1 cm nè. Cũng như nãy mình nói đó là mình sẽ chừa nè, mình cắt mình chừa cái đường đoạn này nè, đoạn từ đây tới đây nè, mình chừa là 1,5 cm nè, mình ốp vô mình mai lai ha, chứ mình không có thả cái đường đó ra nha. Rồi những cái điểm mình cần làm dấu thì mình sang qua nha. Nào, mình mở ra cái mẫu áo này thì mình mai cổ tròn bình thường, cổ cao ha, cổ sát cổ bình thường đó. Đó bây giờ mình mở ra cái phần hai bên đây là mình lên lai nè, còn để ý nha. Rồi cái điểm này nè thì theo cái lý thuyết trên giấy là mình kéo nó lên đây là đúng rồi ha, không có gì sai lệch hết. Rồi bên đây mình kéo nó lên đây. Đó. Hai cái điểm này mình kéo nó lên đây. Như vậy là đúng ha. Rồi thì khi mình kéo lên như vậy nè, cái này là các bạn ứng dụng trên cái phần giải thun co giãn mạnh là ngăn, cái này là thun tâm lạnh nha các bạn. Thì khi mình mặc lên á, cái phần này nè nó sẽ thừa ra, nó hơi lật ra, nó không có đẹp nha. Khi mặc mặc lên nè, ví dụ như bây giờ mình làm gì, mình ghim như vậy nè, thì bây giờ mình sẽ quay trên kênh luôn để cho các bạn nhìn hình dung dễ hơn nha. Mình sẽ cho máy nhập cho kênh nè. Rồi mình kéo nó lên đây, ngay cái điểm này. Ghim vô đây. Rồi cái phần này mình kéo nè, lên đây, ngay cái điểm mình làm dấu này. Đó, đây dính lên đây. Rồi khi mình cho những cái điểm mà mình làm dấu phấn nè, để mình kéo lên đây, mình đắp chéo qua bên đây nè, đây mình đắp chéo cái eo này qua cái eo kia và cái eo kia qua cái eo này, nói chung là đắp eo chéo tà ha. Thì các bạn nhìn nè, cái này mình ghim dưới đây nó cũng chưa có được như ý mình đâu ha. Đó, bạn thấy cái phần đắp này nó sẽ sổ xuống như vậy, nó dùng nè, các bạn thấy không, mặc vô đâu đẹp đâu, mất thẩm mỹ đó. Rồi để mà mình
Được cái phần này thẳng đó, thì mình sẽ chia sẻ luôn cái cách làm của mình cũng như là cái bí quyết ha, tặng cho các bạn cũng như những chị em thợ may đồng nghiệp nào mà chưa có biết làm cái mẫu này. Nói chung là mình chia sẻ thì nói chung là phải may ra được cái thành phẩm đẹp, ưng ý, đúng giống như cái mẫu của mình may luôn đó, thì mình rất là vui ha. Nhiều khi mình chỉ sao mà các bạn may rồi cái phần này nó sổ xuống là các bạn sẽ thắc mắc, ủa chỉ sao mà cái phần này mặt nó chéo, nó đắp mà nó không có sát vô người, mà nó cứ nhả xuống như vậy nè, ngã ra như vậy mất thẩm mỹ. Rồi cái phần này nè, cái điểm này, cái điểm đắp này nè, đây nè, mình sẽ kéo nó lên đây 3 cm từ cái điểm ngang mình làm dấu cái phần eo nè, cái điểm này mình nắm lên từ cái điểm ngang này nè, nắm lên đây 3 phần, mình kéo sát lên đây đó, mình may cho nó dính vô trên cái phần cái sườn phía trên thêm 3 cm nè. Giờ mình ghim nha, mình chưa may, mình ghim cho các bạn nhìn thấy thôi đó. Mình kéo là kéo cái điểm này kéo lên 3 cm đó. Khi mình kéo như vậy thì các bạn thấy cái đường này nè, nó sẽ ôm sát vô rồi nè, thấy không, mình kéo nó ôm sát vô. Các bạn kéo nè, các bạn nhớ bẻ nha, cái này là cái đường cắt của mình nè, mình đâu có mà mai thêm gì nữa đâu, mình ốp nó vô đó. Mình kéo cho sát vô đây, mình ốp nó vô đây, rồi quay qua đây tương tự mình làm cái trang vậy ha, cái lớp trong nè mình kéo nó lên, mình cũng kéo nó qua luôn đúng 3 cm cho nó ôm vô, kéo mình ghim vô đây. Thấy nó có khác không, nó chéo mà nó đắp sát vô luôn, nó đắp sát ngang như vậy nha, rồi nó nằm im sát như vậy, vậy thì mới đạt yêu cầu ha. Còn ví dụ như cái phần phía trước này các bạn thấy nó hở nhiều quá, mình không có vừa ý cái phần này đi, thì cũng như hướng dẫn nãy á, mình có hướng dẫn trên cái phần gạch thì các bạn có thể cho cái phần này nè, cái phần dưới tùng này nè, mình lấy nó rộng ra, nó rộng hơn so với cái phần trên kích nha, rộng hơn so với cái phần trên kích. Thì cúp điện này, các bạn thông cảm nha, này mình đang chia sẻ thì nó cúp điện nó hơi tối, thì mình cũng tranh thủ mình chia sẻ cho nó hoàn thiện cái mẫu này luôn. Và đây là cái thành phẩm của mình nha, mẫu áo này hoàn thiện rồi, mình gáp sườn vào vô tay rồi lên lai đây. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Thì cái mẫu này thì mặt thì nó rất là sang nha, nhìn nó rất là sang luôn á, chéo eo đắp tà, cổ thì cổ tròn sát cao trên ha, sọc cargo màu đen và màu kem. Mẫu áo này của khách yêu cầu ha. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn hoàn thành cái mẫu áo chéo eo đắp tà cũng như là cái kỹ thuật để mình chéo eo đắp tà như thế nào cho nó đạt yêu cầu ha. Video của mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn.